Báo giao thông, nghệ sĩ nhân dân Tự Long bị đụng xe, thái độ của cặp tình nhân gây tai nạn gây sốc nặng. Thông tin nghệ sĩ nhân dân Tự Long mới bị cặp đôi trẻ đụng vào khi trên đường lưu thông khiến nhiều người lo lắng, tuy nhiên thái độ của cặp tình nhân gây tai nạn lại khiến cộng đồng mạng xỉu ngang. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Táo Giao Thông, nghệ sĩ nhân dân Tự Long khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải bức ảnh cùng hai bạn trẻ đang tạo dáng nhí nhảnh. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ chia sẻ về sự cố tai nạn giao thông mà mình vừa gặp phải. Theo đó, nghệ sĩ Hải Tự Long tiết lộ bản thân đang di chuyển trên đường nhưng không may một cặp đôi nhân tình đã húc vào xe anh. Hải vãi luôn, hai cụ này mãi ôm nhau và cấu trí nhau vui lắm, đột, xoạc, nó tương giữa đít xe mình, sau đó cười hi hi hi, cháu xin lỗi, ô bác Tự Long kìa, hi hi hi, đít bác chỉ xước thôi, không sao đâu, cháu xin kiểu ảnh, làm sao bây giờ các cụ. Sau khi tiết lộ việc bản thân vừa bị tai nạn giao thông của nghệ sĩ nhân dân Tự Long thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng, nhiều người ngỏ ý khuyên anh chỉ cần một nụ cười tự tin trong tình huống khó xử như thế này. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng vì nghệ sĩ Tự Long là người nổi tiếng nên đi đâu mọi người cũng thích và xin được chụp ảnh cùng. Đáp lại, nghệ sĩ Tự Long bày tỏ, các cụ khuyên cũng hài dã man. Danh Hải bày tỏ thêm, bọn trẻ hồn nhiên lắm, bỏ khẩu trang ra để chụp ảnh. Câu chuyện cũng khiến nhiều người nhớ đến vai diễn Táo Giao Thông của anh trong chương trình Táo Quân Gặp Nhau Cuối Tuần. Nhiều người đã để lại bình luận, gặp đúng Táo Giao Thông. Táo Giao Thông mà vẫn bị tai nạn giao thông à? Vụ này Ngọc Hoàng xử sao đây? Cuối năm, bác lại cho hẳn một bài vào báo cáo anh Hoàng luôn thì vui. Hí hí, cấu trí nhau tí lại lọt vào kịch bản Táo Quân bây giờ. Hú hí một chút cả nước biết, nguy cơ lên cả Táo Quân đêm giao thừa. Cuối năm cho hai cháu lên sóng. Năm nay Táo báo cáo Ngọc Hoàng, hai cháu cứ chờ đấy. Một số cư dân mạng hài hước để lại bình luận dưới bài viết của nam nghệ sĩ Hải đình đám xứ Bắc. Nghệ sĩ Tự Long được biết đến là nam nghệ sĩ chiếm được trái tim của khán giả cả nước bởi sự duyên dáng, cách kể chuyện hài hước, thu hút người xem. Nói về nghiệp diễn, Tự Long cho biết bản thân anh rất tự hào khi đóng được nhiều thể loại, từ vai phụ đến chính, quần chúng đến phản diện, chính diện. Với Trèo, anh đóng từ vai kép, đào, mụ, hề, vai nào cũng có huy chương. Đỉnh điểm, nam nghệ sĩ được biết đến trong chương trình Táo Quân Gặp Nhau Cuối Tuần. Điều đặc biệt là, dù đảm nhận vai táo nào thì nghệ sĩ nhân dân Tự Long với nét diễn duyên dáng, hài hước, đặc biệt là khả năng ca hát các thể loại âm nhạc khiến cho phần thể hiện của anh trong Táo Quân luôn được đón chờ. Đồng nghiệp nhận định, Tự Long là một con người sống nội tâm đằng sau vẻ ngoài sôi nổi, hạnh phúc có nhiều khuôn mặt. Ngay khi ta đang chiêm ngưỡng khuôn mặt này thì có thể phía sau đã là một khuôn mặt khác. Nam nghệ sĩ người Kinh Bắc chia sẻ, có lẽ chính nét tính cách ấy đã tạo nên một nghệ sĩ nhân dân Tự Long hài hước, sôi nổi mà vẫn đầy sâu sắc và duyên dáng. Song song các hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Tự Long là nghệ sĩ khá chăm chỉ, đưa hình ảnh gia đình mình lên mạng xã hội. Hiện tại, nam nghệ sĩ đã có 3 con, 2 gái, 1 trai, cùng người vợ thứ hai là Minh Nguyệt, giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhắc về người vợ trẻ kém mình nhiều tuổi, nghệ sĩ nhân dân Tự Long cảm thấy may mắn vì gặp được người phụ nữ hiểu mình và chu đáo với gia đình chồng. Vợ anh cũng là hậu phương vững chắc để người nghệ sĩ như anh yên tâm công tác. Vì cùng làm trong môi trường nghệ thuật nên bà xã của nghệ sĩ nhân dân Tự Long thấu hiểu và thông cảm với chồng. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long cho hay, vợ anh không bao giờ hỏi hôm nay anh diễn ở đâu, cát xê được bao nhiêu. Cô ấy rất yên tâm vì đi diễn được bao nhiêu, thẻ ATM tôi đều đưa vợ giữ hết. Tôi thuộc dạng người mà nói như anh Xuân Hinh là lương nộp đủ, ngủ tại nhà. Nói chung tôi lành lắm nên vợ không có gì phải lo lắng cả, anh hài hước kể.